nào nó giờ trend bây giờ, hot hot trend bây giờ. Quay cái kiểu này có đầu không? Ở cái kiểu có đầu không á? Hot trend bây giờ. Kiểu đầu này gọi kiểu gì ta? Kiểu giống giống như hả? Sao sao? Đầu của đinh 5 ly. Đầu đinh 5 ly á hả? À, gọi là kiểu đầu đinh 5 ly phải không? Quá hot luôn. Cái này kiểu này cắt bao nhiêu tiền ra? 50 ngàn không? 30. 30 hả, rẻ vậy? 30 cả mặt lái tay luôn á, là 30. À. Cắt ở dưới luôn hả? Chà Vinh mà cắt cái mắt dưới, cà mau hết tóc, cà mặt bé tay. À. Có mấy lạnh luôn. À trời, ô đi sớm vậy, đi sớm vậy. À ra ngoài ngồi cho mát đúng không? Ủa đội nón luôn vậy, lạnh đó hả? Cái đầu này như là nó lạnh quá đội nón luôn không? Kiểu như nó chống vắng quá, cái đầu kiểu chống vắng quá nên đội nón. Quá hot luôn rồi. Kiểu dài giống như giờ nhiều nhiều người đẩy kiểu tóc mà lắm. Quá hot boy luôn mà. Cái ông Vida ông có khen ông hoài nữa. Ông Vida cà phê khen khen ông hoài quá. Khen gì? Khen ông kiểu để tóc đẹp mà giống giống như kiểu Vida cà phê là ông Quốc mà. Hả? Vida cà phê là ông Quốc mà. À đúng rồi ông. Thì ông có hai cái tên, hai ba cái tên gì mà. Biệt nickname của ông á, Vida cà phê á. Kiểu này hết nó sạch sẽ thoáng mát quá ha. Cao ráo này kìa. À rồi rồi, đây được gặp thần tượng giống cái kiểu tóc cũng thấy giống giống Thích Minh Tuệ.